Tại mấy rảnh rỗi, nhưng mà buổi sáng hôm nay trời đẹp quá, cho nên là mình mang chứng minh siêu thật lỗi mình nhé. Hiện giờ là 9 giờ 15 phút rồi nha. Thì mình mang chứng minh siêu thật lỗi, mình là chứng minh ngao ngán anh em nhé. Đã xong lâm được 2 tuần mà nhà nó hung quá anh em. Mỗi lần mà cho nó đá tay rồi nó ché này kia, mà con này không đi xả lưới rất là nguy hiểm anh em ạ. Nó sẽ sinh ra lỗi. Cho nên là sáng nay mình thấy trời đẹp quá thì mình mang test em nó luôn em nhé. Test thử lửa thôi anh em, chứ con này chưa đánh được. Ở nhà thì nó rất là dữ, tại nó là con má trắng mà siêu tật lỗi nha nè, lỗi ghê lắm. Thì trước khi mình mang nó đi thì mình sẽ rút rọ cào cào ra nè anh em. Mình sẽ lấy cái rọ cào cào ra nhé. Khi mà đi thi với mình chỉ cho ăn cám và nước cho anh em, cho nên là mình sẽ lấy rọ cào cào ra, và sau đó mình sẽ dọn cái bố lồng cho sạch sẽ luôn anh em ạ. Đúng ra thì là mình mà chế độ đi thi thì mình sẽ không có chăm thế này anh em, là mình sẽ dọn từ chiều hôm qua và cho ăn cám với lại nước thôi. Nhưng mà với con này là con chim lỗ rất là nhiều, thì mình dọn bố lồng xong thì ở trong bố lồng, ở trong lồng mình sẽ để một cong nước này nha, và cái cám. Thì con này mình dùng cám dưỡng nha anh em, con này mình không dùng đậm đặc được, mình dùng dưỡng. Và trong kia mình thấy anh em thấy không, mình có một cái miếng ổi anh em. Cái miếng ổi này mục đích là để mình hạn chế cái con chim khi mà nó nóng anh em, nó sẽ mổ lan đó. Thì mình hạn chế trước là thế nào, còn hôm nay mình đi đánh còn nó có còn mổ lan hay không nha anh em nha. Và trước khi mà mình đi thi mình chùm áo lồng lại, và mình dọn sạch sẽ mình chùm áo lồng lại anh em nhé, phần để mình chuẩn bị mang đi thi. Cái chế độ mình khi mà đi thi anh em là mình không muốn cho ăn nhiều đâu anh em, mình chỉ cho cám với nước, sau đó là mình chùm áo lồng mình mang đến cội thôi. Và khi mà mang đến cội anh em thì mình không có đụng chạm nữa anh em nhé, mình sẽ để cho nó đi thi luôn chứ không có đụng chạm. Cào cào còn lại này của buổi sáng mình cho ăn thì mình sẽ cho con khác ăn, và mình bắt đầu mình sẽ mang đi thi anh em nhé, tại hiện giờ cũng trễ rồi. Thì mình đi thi thì vẫn cứ là con ngựa huyền thoại anh em nhé, cứ là con ngựa này, mình đeo con ngựa này đi, tại vì chỗ hội thi cũng gần anh em, khoảng 1 cây số thôi. Mình sẽ đến hội thi để test lửa em nó, và vẫn là một chỗ quen thuộc anh em nhé, là mình để nguyên luôn luôn, mình để ở trung tâm, trung tâm, nhưng mà mình để ở giữa cho đánh ba mặt anh em ạ. Và hôm nay mình sẽ chọn cho em cái số 01 nha anh em. Tại sao mình chọn số 01 là tại vì đây là trận đầu tiên test lửa đó anh em. Thì thường thường anh em biết là những con chim mà nó mới xong lông á anh em, mình đánh trận đầu nó không có ra gì đâu. Thứ nhất là con này lửa của nó là lửa ảo, nó chưa phải lửa thật anh em nhé. Lửa ảo thôi, thì nó đánh không biết là hôm nay có xỉa hay không anh em nhé. Anh em đợi thế nào ha. Thì sau khi bung áo lồng ra đánh thì cũng tương đối ok anh em này. Đánh cũng tương đối tốt, nhưng mà cái phát đánh này không phải của nó nha. Cái phát đánh này thì nó khoảng được khoảng cỡ 60% cái phát đánh đó thôi. Nó chỉ là găm chim nó đánh thôi chứ nó không phải ở mức độ tốc độ cao anh em nhé. Con này đánh cầu rất là đẹp, và sau khi đánh em thấy này, sau khi đánh thì nó cũng đã ra được 2 hàng rồi anh em nha. Hiện tại chọn 2 hàng anh em, đã 2 hàng nằm biên nha anh em nha. Nó 2 hàng, con này mình để trung tâm như vậy thì luôn luôn khi mà đánh nó sẽ phải nằm biên anh em, tại vì mình để giữa. Còn thường thường mình chật lật ra một chút thì có thể mình nằm chật ra mình vô trong hơn, nhưng mà không sao anh em. Mình nằm biên hên xui, nếu mà nằm biên đánh tốt thì mình sẽ được dời anh em nha. Thì anh em thấy ra hàng đánh khá tốt anh em, không bị bỏ mặt anh em này, đánh khá ok nhé. Phát của nó thì hôm nay không được ưng ý anh em, nhưng mà cũng may mắn nó không có xỉa nha anh em nha. Nha, nó cũng có mổ cái trái cây đó anh em, cũng còn một chút phải khắc phục anh em ạ. Thì hiện tại đang đánh hàng khá tốt anh em nhé, cái phát này thì không thể rớt nó được. Và đây là mình đã được chùm áo anh em, và đang đánh này anh em này, đánh khá tốt nha. Cái này là chùm áo rồi, và đã được nằm ở khu trung tâm cho anh em. Mình nằm ở số 7, bốc số 7 thì cũng được. Thì bung ra đều là đánh ok này anh em này, đánh khá tốt nhé. Và khi mà đánh như vậy thì mà con bên cạnh rớt, và hiện tại mình đang là 6 con anh em. Mình đang chọn là 6 con, và chọn 2 chiến binh cuối để vào tứ trụ nha anh em. Thì trên cơ bản là đánh tương đối là anh em, là đánh tương đối tốt nhé. Không đến lỗi. Thì hôm nay nó đánh không có ổn định lắm anh em. Nói chung là cái phát của nó không có tốc độ cao á, nó chỉ đánh đều thôi. Nhưng mà nó không bị xỉa, không bị lỗi là tương đối anh em. Và kết quả cuối cùng là mình rớt cái con cuối cùng trùng áo anh em này. Đó, rồi cho anh em.